Hello mọi người, hôm nay thì mình sẽ nấu canh khoai môn. Bây giờ mình sẽ đi xuống nhà dưới mình lấy khoai môn. À không, để mình lấy dụng cụ gọt khoai môn nè. Đây là mấy con mèo nhà mình. Mấy con vịt nó chưa vô nhà luôn. Đây, đây là đống khoai môn nè mọi người. Bây giờ mình sẽ đi lấy cái dao để mình gọt nó nè. Ủa, dao đã hết rồi. Một cái ở đây, đây có một cái dao, còn cái dao nào đâu rồi. Rừng bờ cao xa lấp lánh mang tên thế người đi theo ai thì ta nữa. Mình sẽ đi kiếm lại một lần nữa nha mọi người, cái dao mình kiếm nó ra. Không thấy mọi người. Cái dao nào đâu má ơi? Dao nào đâu? Cái dao nào? Rồi phải đi kiếm lại một lần nữa mọi người. Chán thật chứ. Chưa làm gì luôn á. Kiếm được rồi mọi người. Mình sẽ không lấy bao tay. Có anh nhìn. Mình sẽ kiếm bao tay đeo vô mọi người. Vâng bờ câu sáng rồi người đã quên đi anh, tôi là người chỉ
mình sẽ lấy cái bao này nha mọi người, mình trồng vô cái này, đó mình cột nó lại như vậy, rồi mình đã có một cái bao tay này. Tại vì ngọt khoai môn nó bị ngứa đó. Đây cũng là một tip nha mọi người. Đó, vậy là mình đã có một cái bao tay. Giờ mình sẽ đi xuống ngoài lửa khoai môn, xong rồi đi gọt khoai môn nha mọi người. Đây, giúp mình. Đây là mặt nguyên một cây màu hồng luôn. Có cái rổ này. Nhìn cao sáng hấp lánh mang nụ cười. Bye bye mọi người. Bây giờ mình sẽ quay một clip khác khoai môn, sau đó mình gọt khoai môn cho mọi người coi ha. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người các clip tiếp theo. Bye bye.